Hạt chia là loại thực phẩm không còn quá xa lạ với chị em. Đây không những là loại thực phẩm chứa nhiều dinh dưỡng cần thiết và có lợi cho sức khỏe, mà nó còn là thực phẩm có tác dụng giảm cân hiệu quả. Bởi trong hạt chia có chứa những chất dinh dưỡng rất có lợi cho chế độ giảm cân. Nếu như bạn còn đang tìm phương pháp để giảm cân hiệu quả, thì hạt chia chính là thức uống cực chuẩn cho bạn. Bạn hãy xem video để biết cách uống hạt chia giảm cân hiệu quả nhất nhé. Hạt chia là thực phẩm được xem là hỗ trợ ăn kiêng, giúp giảm cân hiệu quả. Không những thế, hạt chia còn giúp tăng cường sức khỏe và thể lực. Hàm lượng chất xơ và chất chống oxy hóa cao khiến bạn no lâu hơn và tránh cảm giác đói. Mọi đối tượng đều có thể uống hạt chia: người già, phụ nữ, người bị bệnh tiểu đường hoặc tim mạch, vân vân. Do vậy mà hạt chia thường được nhiều người ưu ái sử dụng. Nó được xem như một loại thảo dược thiên nhiên, giúp giảm cân hiệu quả và mỡ bụng đáng ghét sẽ tan biến. Chanh là nguồn cung cấp vitamin C và chất chống oxy hóa tuyệt vời. Chanh làm tăng sự trao đổi chất, ngăn chặn sự tích tụ chất béo trong cơ thể, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, tiêu hóa và giảm nguy cơ ung thư. Thành phần axit citric trong nước chanh giúp tăng cường quá trình trao đổi chất, từ đó giúp bạn đốt cháy nhiều calo hơn và tích lũy ít chất béo hơn. Nước chanh còn giúp giải độc cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa, tránh mất nước cho cơ thể, đem tới làn da sáng đẹp, ngăn ngừa sỏi thận, cung cấp kali, giảm căng thẳng. Mật ong từ lâu đã được biết tới với công dụng làm đẹp da, chống lão hóa và tốt cho sức khỏe. Mật ong có chứa khoảng 70 loại vitamin, khoáng chất, axit amin khác nhau. Những dưỡng chất này giúp đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, kích thích chất béo dư thừa trong cơ thể chuyển hóa thành năng lượng, cân bằng trọng lượng và ngừa chất béo tích tụ. Công thức thức uống giảm cân cực chuẩn từ hạt chia: một thìa hạt chia, 300 ml nước ấm, 15 phút, và nước cốt 1 quả chanh. Cho 1 thìa nhỏ mật ong, khuấy đều. Cách uống hiệu quả nhất: ngày uống 3 lần, uống trước bữa ăn sáng, trưa và tối 30 phút. Các bạn xem video của mình, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hạt chia kết hợp mật ong và chanh là sự kết hợp tuyệt vời. Thức uống này không những giúp bạn giảm cân mà còn giúp các tế bào não thư giãn, giữ cho não luôn khỏe mạnh, ngăn ngừa suy giảm trí nhớ, não hóa. Bên cạnh việc uống hạt chia để hỗ trợ giảm cân, bạn cũng nên tăng cường hoạt động thể chất, giảm bột mì trắng và đường trong chế độ ăn của bạn, và tốt nhất là loại bỏ hoàn toàn chúng. Uống nhiều nước mỗi ngày để trạng thái ổn định, không bị suy kiệt, đồng thời hiệu quả trong việc giảm cân hơn bạn nhé. Đây là cách uống hạt chia giảm cân vừa đơn giản vừa hiệu quả. Chắc chắn với công dụng hạt chia mang lại thì bạn sẽ cảm thấy việc giảm cân không còn khó khăn chút nào nữa. Hãy áp dụng cách uống hạt chia giảm cân này để tạm biệt mỡ bụng đáng ghét, mang lại cho bạn một vóc dáng thon gọn nhé. Chúc bạn luôn mạnh khỏe, xinh đẹp và hạnh phúc. Click vào ảnh đại diện của tôi để xem nhiều video hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.